chỉ có 570 triệu thôi, cô chú anh chị mình sẽ sở hữu ngay một căn nhà cấp 4 đẹp tuyệt vời, đường ô tô 7 chỗ, thuộc xã Trung An, thuộc thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang. Thì nhà của mình được xây dựng trên nền đất ngang là 5, sâu vô là 14. Tổng cộng mình có là 70 mét vuông nha. Thì căn nhà mình còn rất là mới luôn. Thì căn nhà này lúc trước em có quay một lần rồi, là giá là 620 triệu. Thì hôm nay chủ giảm sâu cho mình luôn, giá giờ chỉ còn là 570 triệu thôi. Giá này là giá chốt nha cô chú anh chị, giá này không thương lượng nha. Thì nhà ở đây dân cư sống với nhau là san sát luôn nè. Thì ở đây mình ra đường Một Quan của mình 200 mét thôi, và cách chợ Trung An của mình á chỉ khoảng là 400 mét nha, rất là gần ha, thuận tiện cho cô chú anh chị mình về đây sinh sống mà đi chợ cũng rất là gần luôn. Đây bán kính có mấy trăm mét thôi, có chợ trường học đầy đủ nha. Thì đất của mình là thuộc thành phố nha cô chú anh chị, thành phố Mỹ Tho nha. Đây nhà của mình rất là đẹp nha, rất là mới nha. Thì gia chủ hôm nay kẹt tiền dữ lắm nên cần bán gấp luôn. Thì căn nhà mình còn khoảng là 70-80% là mới nha. Còn rất là mới luôn. Sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng. Thì cô chú anh chị nào thích mình có thể ra công chứng ngay nha. Thì với cái tầm tiền này cô chú anh chị mình chỉ mua một lô đất ở đây thôi. Nhưng đây mình có một căn nhà luôn nha. Một căn nhà rất là đẹp luôn. Nhà một phòng khách, hai phòng ngủ, một nhà sau. Ở trước mình có cái sân nhỏ nhỏ nha. Đường ô tô 7 chỗ và giá chủ kêu chỉ có là 570 triệu. Sổ hồng riêng pháp lý rõ ràng. Thì căn nhà mình vẫn còn là cây lâu năm nha cô chú anh chị. Ở đây mình lên thổ cư khoảng là 20 triệu nha. Thì cô chú anh chị nào muốn chuyển thổ thì bên em sẽ hỗ trợ nha. Giá thổ cư đây khoảng 20 triệu thôi. Thì lô đất đây khoảng 500, căn nhà khoảng này em xây chắc nghĩ căn nhà này xây khoảng là gần 400 triệu đi. Rồi cũng khoảng 800 mấy 900 triệu à. Chủ bán nửa tiền, giá chỉ còn là 570 triệu thôi. Thì anh chị nào quan tâm hãy gọi ngay cho em nha, số điện thoại 0854373719 nha. Thì căn nhà của mình thì từ thành phố Hồ Chí Minh cô chú anh chị mình về đây khoảng là 60 km nha. Nhà mình là thuộc thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang, ấp 3 xã Trung An nha. Đường tiếp nhà là đường xe hơi 7 chỗ. Có cống thoát nước, dân cư đông đúc, đầy đủ cho các tiện nghi nha. Bán kính có mấy trăm mét thôi, có chợ trường học đầy đủ rồi. Khoảng 400 mét là có chợ trường học. Trước thì mình có cống thoát nước. Dân cư thì nhà thì sống với nhau san sát nè. Giá này là quá mềm luôn rồi. Mình về đây đầu tư, mình sinh sống hoặc mình buôn bán mở tiệm tạp hóa ha. Thì em ở đây em thấy có người ta có mà làm cái chòi ra nè. Ở đây mình có thể mình về mình xây được cái chòi ra nha. Tại vì ở đây em thấy người ta có xây cái chòi ra nè. Đó. Cái chòi ra mấy mương á. Nếu mình thích mình có thể mình xây cái chòi nha. Là nó rộng ra nữa. Đây. Nó có cái chòi ra mương nè. Rồi video của em đến đây hết rồi. Em cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết video của em nha. Và nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh và một like nha cô chú anh chị, để em có động lực em ra nhiều clip mới cho cô chú anh chị mình xem nha. Rồi em xin kết thúc ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.